Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Máy Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha mấy anh. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Hôm nay em có lên cho mình lô máy 14 cây, lô chữ R nha mấy anh. Và giá dao động là 1 triệu 2 trở lên ha. 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu gửi, 1 triệu 6, 1 triệu 7. Nói chung nó dao động cực kỳ rẻ ha mấy anh. Mua máy về phát cỏ gia đình cực kỳ rẻ nha mấy anh. Ryobi, Kawasaki, G2KC, Maru, Kyugit, Komitsu, Echo, Mitsubishi TB, Mitsu tên là 20, này là Tanaka, Maru trợ lực, Shingubel, Kawasaki và Echo ha. Rồi, máy mà em báo giá này là em đã bao ship tới nhà ha, cộng luôn bao ship tới nhà phụ tùng 6 món cho mình luôn nha, là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bugi đầu dao, lục giác 4 lưỡi dài và ổ phát cước ha. Ví dụ như máy nào có trắng cỏ đi theo thì em sẽ cho trắng cỏ đi theo, còn không có thì em sẽ cho trắng cỏ luôn nha. Hoặc là trắng cỏ này nó sẽ bị bể thì em sẽ bổ sung thêm một cái trắng cỏ cho mình nha, quý khách an tâm ha. Số điện thoại để đặt hàng bên em là 0913136620, Zalo là Mai Thị Thanh Chị nghe mấy anh. Mấy anh nào có thể qua Zalo xem máy trực tiếp cũng được ha. Rồi bên em ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc nha, và thời gian nhận hàng là trong vòng 7 ngày ha. Mình sẽ nhận được hàng tới sớm thì bưu tá họ sẽ giao sớm cho mình. Nếu mà hàng tới mà trễ hồi nãy kia mấy anh gấp thì mấy anh có thể mua cửa hàng gần nhất nha, hoặc là mấy anh có thể đợi giùm em trong vòng 7 ngày nha mấy anh. Tới sớm nhiều khi 3-4 ngày tới thì sẽ giao cho mình. Và tới thì mấy anh được kiểm tra hàng ha, thử máy rồi mình hãy nhận nha. Mấy anh chuẩn bị xăng mới nhớ thử máy giùm em nha mấy anh. Tới chỗ thì mấy anh cứ cụp cụp thử hàng đi, bưu tá không cho thử hàng điện cho em. Rồi mấy anh có mua thêm nhớt hay thì bên em cũng có bán luôn bình này 1 lít 100 ngàn ha. Mua theo máy đi theo em bao ship cho mình luôn. 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt hay thì nha mấy anh, 20-40 nè. Ở bên máy này của em, cái nhớt này của em nó có cái độ cho mình đo luôn. Mấy anh bóp như vậy ha, nào qua sẽ đo là lường luôn, rất là dễ dàng ha. Nếu mà mấy anh muốn xài máy bền thì mấy anh cứ pha đúng công thức xăng mới nhớt như em nói nha, là xài cực kỳ bền. Anh ơi nghe điện thoại, anh ơi nghe điện thoại. Rồi máy mà mấy anh mua nhớt, máy mà mua nhớt theo luôn á là nó dễ dàng cho mình ha. Nhiều khi mấy anh quên pha nhớt đó, mua theo rồi nhớ là sẽ pha luôn cho mình đó, nhớ là mình sẽ pha đó. Rồi mấy anh có cái gì thì mấy anh cứ alo cho em. Rồi cái này gom cỏ thì gọi là gom lúa nha mấy anh, cũng 100 ngàn cái luôn ha. Đó, mua theo máy em bao ship cho mình luôn. Rồi đi vô lấy sổ coi. Rồi cái lô này thì giá nó cực kỳ là mềm nha mấy anh, dành cho những anh em mình phát cỏ số lượng ít hay là phát cỏ cho trâu cho bò ăn gì đều được hết nha mấy anh đó. Rồi mấy anh mua máy bự thì mấy anh em bóc riêng giùm em. Những cái loại máy này mặc dù 1 triệu 2 chạy cực kỳ bóc nha ha, là mình có thể phát cỏ bằng ngón tay cái, bằng ngón giò cái, lao hay sậy mấy lao rồi nè mấy anh. Cái lao nó bự như gì nè, phát bao đứt hết ha, nè bự như gì phát chẳng đứt nha. Bên em phát nè, hai bên hông nó có cái bờ mía nè ha, là mỗi lần mà cho hàng đi thì em sẽ gắn ổ phát cước vô, em phát luôn, em thử đầu bò như thế nào em mới cho hàng đi, chứ không phải tự nhiên mà cho hàng đi nha. Cho nên mấy anh an tâm ha, là sợ máy cắt không đứt không có đâu. Ngoài cắt cỏ mình có thể là bơm nước được luôn nha mấy anh đó. Rồi bây giờ em xin vô lô R1. Rồi giật đi. Này nhỏ mà có vỏ nghe mấy anh ha. Máy này thì Ryobi. Cái nòng cái bugi thì bugi đứng, chạy cực kỳ bốc ha, nổ giò. Cái này thì em lên chế mới chứ hai kim mà nha. Bình xăng lớn kia, công tắc nó sẽ nằm phía trước nha. Những anh nào mà muốn kiếm máy rẻ xài chất lượng ngon lành thì mình có thể lấy dòng máy này. Tum đèn tum nhôm nha mấy anh. Rồi R1 30 ly 1 triệu 2 cho mình, bao ship tới nhà phụ tùng 6 món đi kèm. Rồi hai tay cầm là tay zin ra giữ ha, đầu bò zin. Đầu bò có chép ngược rồi, trắng cỏ nó bể nha mấy anh, nên bổ sung trắng cỏ khác nha. Đầu bò có chép ngược hẳn cái sáng cỏ luôn. Thì cái máy này nè, khi mà mấy anh giật nổ thì mấy anh nhớ đóng le giùm em ha. Xong mình giật giùm em, nổ không nổ gì 2-3 phát mấy anh mở le ra.
mà mình lên ga mà mình nghe nó hụt á là nó sẽ không qua xăng kịp, thì mấy anh nhớ đóng le mở le rồi mình hãy lên ga ha. Bước cuối cùng phải để cái le nằm xuống như vậy mới mở le nha mấy, là nó sẽ qua xăng từ từ và chạy cực kỳ bốc và ngọt ha. 1,2 triệu cho R1. Rồi em sang R2 Kawasaki. Kawasaki TG20 nha mấy anh. Em lên chế máy chế hai kim ha, bình xăng lớn thì zin. Đó, hai kim nhảy nổi cho mình luôn. Tum thì tum gợi tum 260 ha, tum nhôm. 20cc nòng 30 ly nha, công tắc nha. Cái này nó có 1,250,000 thôi, bao ship tới nhà. R2 hai tay cầm ngay giữ ha. Rồi đầu bò zin theo máy nha. Lắp gợi luôn nha mấy anh, lắp nhôm luôn ha, chạy rất là xịn luôn. Rồi mấy anh nào chốt R2 thì alo em nha. Rồi em sang R3 G2KC ha. G2KC là dòng họ của Xenon Komitsu nha mấy anh. Hai cái này thì em lên chế mới chế hai kim luôn. Đó, bình xăng lớn thì zin nha. Tum thì tum liền, tum nhựa hả mấy anh. Công tắc nó sẽ nằm bên hông của cái đầu máy, tắc màu đen nha. Rồi R3 32 ly 1,3 triệu. Đó, giá quá trời ngon mấy anh. 1,2, 1,250, 1,3 không. Vừa túi tiền quá trời luôn phải không? Mà máy này là về em bao cho mình xài hả mấy anh, nhớ pha đúng công thức xăng duy nhất giùm em nha. Rồi hai tay cầm ra giữ ha. Rồi đầu bò zin luôn. Cái máy này thì nó có hai cái chân chống bằng sắt ha, bình xăng lớn mình không chạm đất hả mấy anh. Đó. Rồi em sang R4. R4 là Maru Yanma 23cc nòng 32 ly ha. Màu xanh lá. Mấy anh biết rồi đó, Maru chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng. Phụ tùng đa dạng dễ thay thế. Mà chạy nó đầm lắm. Maru Yanma 23cc nòng 32 ly. Bình xăng lớn là bình xăng zin trắng tư cực kỳ đẹp ha. Chế zin ha, chế zin One Pro. Ở đây cũng có chữ One Pro luôn. Đó, tum liền tum nhựa nha. Công tắc nè. Rồi 1,4 triệu ha, 1,4 triệu là mình đã sở hữu được cái máy Maru màu xanh lá, hai tay cầm ra giữ nha. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin nha mấy anh. Riêng những cái dòng Maru này thì lóc lúc nào nó cũng dập chữ Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật Bản nha. Rồi có hai cổng thun. Ha, bình xăng lớn mình hạn chế va đập nha. Thì những anh nào không biết chọn dòng máy gì để sử dụng thì mấy anh có thể mua dòng này về xài ha, bền bỉ dữ lắm nha mấy anh. Đó. Rồi em sang R5 là Kyugit. Kiwit này là Kiwit 200 nha mấy anh, nòng 30 ly. Cái em này á, ưu điểm là trợ lực siêu nhẹ giật ha. Chế zin. Tum liền tum nhựa nha ha. 21cc 1,3 triệu nha. Công tắc nè, ga nè, một tay cầm, chắn cỏ zin, đầu bò zin. Thì mấy anh nào muốn một tay cầm thì em để như vậy ha, để chi nó gọn gàng, nó tiện lợi cho mình phát cỏ vào những cái chỗ mà cây ăn trái khích khích với nhau trồng xen kẽ đó. Còn không thì mấy anh có thể nói em lên hai tay cầm miễn phí cho mình luôn nha. Chân trống nè. Nha, bình xăng lớn mình không chạm đất luôn nha mấy anh, có thông số luôn. Đó, 21cc. R5,3 triệu, gọn nhẹ ha. Rồi em sang G6 là KC Kubota. Này là Kubota chạy động cơ của con cơm su luôn nha mấy anh. Màu xanh này cũng độc lạ ha. 22cc nòng 32 ly nha.
chị nổ rất là giòn. Và chụp giật này nó cũng có trợ lực nhẹ, hai giật rất là nhẹ. Bình xăng lớn zin nè, bình xăng con cũng zin One Pro, tung liền tung nhựa nghe mấy anh ha. Ốp lưng chữ kêu gít nè, ở R6 triệu 350 ngàn. Hai tay cầm, cái tay bên trái sẽ thuộc diện là tay nó lệch, chứ nó không phải vì gì nha mà. Tay lệch thì nó hơi đưa ra, nó cầm cho nó nhẹ nhàng thôi. Ông tắt nè, mở nè, ra lên ngực xuống nè, đầu bò gin nè, lắp gin nè, 1 triệu 350 ngàn ha. Và dòng này chạy nổ giòn, chạy khỏe, tiết kiệm xăng và trọng lượng nó rất là nhẹ nhàng ha. Rồi em sang R7 là Echo. Echo này Echo 22 cc 225 á. Nghe đổ đã không? Chất lượng nghe nói lên thương hiệu. Em này á thì nói chung thì mẫu mã em không đẹp bằng những cái áo nhựa, mà bù lại thì em đẹp ở bên trong mấy anh. Ta nói tốt gỗ, tốt mức sơn đó ha. Ở ngoài nhìn chống lỏng chống liễu chứ thật sự rất là tốt, chạy rất là khỏe. Bít tông dày nè, áo này thì bằng nhôm nè, tỏa nhiệt tốt nè ha. Chế jean nè mấy anh nhớ. Ủa vậy là cái le thì mình mở lên như gì là đóng le hả mấy anh, đẩy như gì là mở le nha, nhớ giùm em. Cái này mình cầm lên cũng được nè, hai sừng. Tum thì tum nhôm nha mấy anh, rất là chắc chắn, tum nhôm xài đã đời luôn. Có 1,4 triệu thôi nha mấy anh. Có hai tay cầm, trắng cỏ zin, đầu bò zin ha. Cái tay cầm zin của nó như vậy nha mấy anh, ra giữ nha. Đó, anh nào mà muốn tốt gỗ hay tốt với sơn thì mình có thể lấy hệ máy này. Rồi, có cái chân chống bằng sắt nè, mình xong đó mình không phải chạm đất luôn. Không số à, ê em xin lỗi nha mấy anh, 250 chứ mấy 225 á. 250 là nồng 32 ly luôn nha mấy anh, có 1,4 triệu thôi. Bơm nước là bao xài luôn, cắt cỏ bơm nước được luôn ha, ngon lành luôn. Rồi AG8 Mitsubishi TB. Có trợ lực nhẹ ha. Mitsubishi TB 20cc made in Japan ha. Chế hai kim, chế zin, bình xăng lớn zin luôn nha mấy anh. Rồi tum thì tum liền ha, tum liền. Tôm nhựa nha. Rồi AG8 1,4 triệu. Cũng hai tay cầm, tay trái tay lệch ha. Tay phải thì đưa về đây cầm cho nó không mỏi tay. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin. Có cái đế nè ha, bằng nhựa ôm mình xăng lớn luôn. Lốc thì dập mắt in Japan luôn nha mấy anh ha, xịn sò luôn ha. Rồi Mitsubishi TB chế hai kim. Cái máy này thì nó zin hết mà giá có 1,4 triệu luôn, dễ xài nha mấy anh. Quá trời dễ xài luôn, trợ lực nhẹ siêu nhẹ giật nữa ha. Rồi em sang AG9 cũng Mitsubishi nhưng mà cái này là tên lò nha mấy anh, xài động cơ của tên lò 20. Đó, Mitsubishi TNL20 ha. Chế hai kim, chế zin. Đó, bình xăng lớn zin luôn. Công tắc nè, cái này thì tum liền tum nhựa nha, 201 nha mấy anh. Đó có cái đế dưới nè, hai bình xăng lớn mình không chạm đất ha, ôm bình xăng lớn luôn. Rồi cái cây này 1,5 triệu nha mấy anh, hai tay cầm, đầu bò ghim ha. Cái này thì lóc dập mắt in Japan cho mình nha. Đó, cái em này có trợ lực nha mấy anh ha, máy nhỏ mà có vỏ ha, cắt cỏ gia đình ha, máy nhẹ, xài tiết kiệm xăng cho mình luôn ha, mà phụ tùng đa dạng như thế nha. Em đi xu này chạy rất là bền nha mấy anh. Rồi em sang EGM là Tanaka ha. Nó giống cái tổ ong cho nên anh em trong nghề gọi là Tanaka tổ ong nha mấy anh. Cứ hồn á. Tanaka này là 25cc nồng 34 ly nha mấy anh, thấy vậy chứ em này có trợ lực ha. Kéo qua mới có nửa vòng của cây máy nó đã nhạy nổ rồi ha. Thấy máy bự cho nó nhạy nổ mà nó nhẹ nha, chứ không có nặng. Tại vì cái áo nó giống như áo nhựa, nó đổ hơi xa mình nha mấy anh, cho nó là nó cách nhiệt cho tốt cho mình ha. Bình xăng lớn nhìn, bình xăng con thì em lên bình xăng mới nha. Có cái đế nè, bình xăng lớn luôn. Đây, em thấy sao tum nhựa mà nó dày ha.
1,5 triệu ha, 34 ly, 25cc 1,5 triệu nha. Hai tay cầm trắng cỏ zin, đầu bò zin heo mái luôn nha mấy anh, xịn sò không, ngon lành luôn. Rồi em sang AG11 là Maru Yanma 235cc, chụp giật có trợ lực nha mấy anh. Cái này thì em lên chế hai kim chế zin nha mấy anh, chế hai kim chế zin luôn. Rồi bình xăng lớn thì bình xăng zin luôn ha. Cái này thì chụp giật trợ lực siêu nhẹ, giật tôm liền tôm nhựa nha ha, 1,5 triệu ha, Maru ga với công tắc trên ghi đông và bộ zin ha. Thì cái này lóc dập bắt in Japan luôn nha mấy anh đó, Maru ha, màu đỏ. Rồi em sang AG12 là Shingu Bell 25cc, cái này cũng có trợ lực luôn nha. Đó, 25cc nồng 34 ly ha, bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin, kim chỉnh phía trên ha, đúng nha. Đó, tung liền tung nhựa nha. Đó, 1,450,000 ha mấy anh. Ga này bật lên bật xuống, công tắc trên ghi đông, trắng cỏ zin, đầu bò zin heo máy ha. Đó, 34cc 34 ly cho em xin lỗi, 25cc mà em bán có 1,450,000 ha mấy anh, bự lửa nha. AG12. Rồi sang AG13 là Kawasaki TG24-25 nha. Rồi cái này thì em lên bình xăng mới, bình xăng hai kim, bình xăng lớn zin nha, tum thì tum nhôm, tum gầy, công suất 24cc nha mấy anh. Cái đầu máy này ngoài cắt cỏ mình có thể đấu xịt thuốc được luôn á, xịn sò luôn ha. Công tắc nè, mở nè, hai tay cầm ha. Rồi đầu bò zin theo máy luôn nha. Nè có cái bình bình xăng lớn, nó có cái đế bình xăng lớn mình luôn nha mấy anh, chạy bốc giả mang không, quá khỏe. Cái này thì lốc cũng có giặt mắt in Japan luôn ha, biết tông dày lắm, chạy khỏe lắm. Dòng máy này nè anh em cực kỳ chuộng, hay nhất là anh em ngoài Bắc miền Tây mình ít có xài, chứ dùng Nghệ An á, Hà Tĩnh là xài dòng này khoái lắm. Rồi em sang AG14 là Kiwit ha, Kiwit này Kiwit 260 nha, có xả cò hả mấy anh. Rồi cái này là cái cò của nó nãy mấy anh, khi mà mấy anh kéo lên như này nó nhẹ nhàng hay nó nhẹp, giống như là mình bị ruột chụp giật mà không phải nha. Cái cò nó sẽ xả ra, khi mình kéo cho nó một hai cái nó bắt cái cò là giật nó rất là nhẹ, giống như là chụp giật trợ lực vậy đó, gọi là xả cò ha. Bình xăng là bình xăng bít tông ga, bình xăng lớn thì zin vú ngang nha, công tắc nè, tum liền nha mấy anh, tum liền mã này tum nhôm ha, 260 34 ly, 1,7 triệu nha. Đó, AG14 1,7 triệu, hai tay cầm, công tắc nó nằm trên đây nè mấy anh, nhớ nha, nó tiệp với cái bao tay màu đen nha, trắng cỏ zin, đầu bò zin, 1,7 triệu. Rồi em nay xong rồi mấy anh ơi, mấy anh đặt hàng nhớ liên hệ giùm em số điện thoại là 0913 136620. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.